chúng ta sẽ tới với món chính. Món chính đó là món cá hồi đây. Đây đúng không thầy? Đúng rồi, chính xác. Yeah, thầy thầy bây giờ là mình nhờ hướng dẫn Vani với lại mọi người cách chọn cá hồi đi. Tại vì thật ra là Vani không có biết chọn cái này đâu, nói thiệt á. Ok, về phần cá hồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải lưu ý một số cách khi lựa chọn. Thì ở đây cá hồi thì chúng ta sẽ chọn, thứ nhất là về phần phi lê cá hồi. Thì đối với phụ nữ đang mang thai thì chúng ta tốt nhất là nên chọn phần phi lê cá hồi ở phần lưng, hoặc hạn chế sử dụng phần bụng. Tại vì trong phần bụng thì cái lượng mỡ rất là cao. À, cho nên ở đây chúng ta sẽ dùng cái phần lạc lưng. Thì ở đây cá thì khi chúng ta chọn thì chúng ta sẽ chọn cái màu sắc của cá. Thì ở đây là chúng ta sẽ lựa chọn là cái màu cam. Ở đây là màu cam tươi, chúng ta không sử dụng màu cam mà có bị nhạt, màu vàng. Thì ở đây là cái cá nếu mà đã bị nhạt thì dường như là cá đã bị đông lạnh. Còn nếu mà cái phi lê cá mà màu cam tươi này thì dường như là cá tươi. Thì ở đây khi chúng ta mua cá thì chúng ta tốt nhất là nên sờ vào cái phần thịt cá. Thì chúng ta cảm nhận nếu mà còn cái độ đàn hồi thì là cá của chúng ta rất là tươi. Anh đi thử nha. À ok. Đúng rồi. Cá này có độ căng, độ đàn hồi thì cá của mình đang rất tươi. Còn nếu mà cá mà dường như bị nhũn thì dường như là cá để quá thời gian. Hay okay. Quá vậy. Ok. Ủa nhưng mà với phụ nữ mang thai á, thì mình ăn cái lượng cá trong một ngày hoặc là trong một tuần bao nhiêu thì nó sẽ tốt, nó không quá dư. Ok, đối với lượng cá thì đây, đối với cá càng lớn thì cái lượng thủy ngân bên trong thịt cá sẽ càng cao. Đúng. Thì cho nên ở đây cái phần cá này chúng ta sẽ sử dụng vừa phải, vừa phải. Hình như là trong 3 tháng đầu á, người phụ nữ sẽ không có được ăn quá nhiều cái cá như thế này tại vì có chính lượng thủy ngân. Nhưng mà bên đây thì nằm ở cái tháng thứ 3 tháng cuối rồi, gần như là 3 tháng cuối rồi. Cho nên là mình ăn thoải mái. Là từ 285 tới gần 300 trong một tuần thôi nha mọi người. Nếu như mà mọi người ăn trong một ngày là cũng hơi nhiều rồi đấy. Chia ra. Ok, bây giờ thì mình sẽ sơ chế cái cá hồi này như thế nào hả? Ok, cá hồi thì chúng ta sẽ phải tẩm ướp ha. Thì tẩm ướp ở đây thì chúng ta sẽ có lượng nước chanh và muối tiêu. Chanh vàng chúng ta sẽ cho một chút nước cốt chanh vô. Sau đó chúng ta sẽ có một chút gì đây? Muối. À, chúng ta sẽ tẩm ướp. Thầy làm cái dạng giống whisk đúng không? đúng rồi. Ok. Và chúng ta sẽ có một chút tiêu. Rồi, ok. Giống như là mình đang đi xem nhà hàng gì đó. Chính xác, hay quá. Ok, cá hồi sau khi chúng ta ướp xong chúng ta sẽ đem đi chúng ta áp chảo ha. Đây. Mình sẽ sử dụng cái chảo này hay chảo này vậy thầy? Chảo này đúng không? Cho nên là đây cá hồi là cái loại nguyên liệu rất là khó chế biến. Đúng. Do cái mô liên kết thịt của cá nó sẽ khác so với của thịt gà cũng như là thịt bò. Đúng. Nó sẽ rất là mềm và rất là nhanh chín. Cho nên đây chúng ta phải quan trọng nhất là vấn đề về kiểm soát nhiệt độ. Thì hôm nay thì Vani sẽ thực hiện cái phần này. Ok. Ok. Bây giờ là mình sẽ mở bếp. Thì ở phần này thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta áp chảo thì chúng ta lưu ý là phần áp phần da cá trước. Tại vì da cá, trong lượng da cá cũng sẽ chứa lượng mỡ cá. Thì từ đây thì giúp cái lượng mỡ nó sẽ ra khỏi cái phần thịt cá và giúp cho thịt cá của mình không bị cháy. Còn phần thịt này thì chúng ta sẽ phải áp rất là nhanh. Tại vì phần thịt nếu mà chúng ta áp lâu nó sẽ khô và sẽ bị cháy. Đúng. Okay. Hay quá, hôm nay là biết bao nhiêu kiến thức luôn á. Ok, bây giờ là mình sẽ đổ... Chúng ta cho dầu ha. Thì ở đây chúng ta có lượng dầu là xài dầu olive. Tôi sẽ cảm thấy rung tay, không có tự tin luôn á thật sự. Rồi, nữa đi. Ok, được rồi ha. Yes. Rồi, sau khi chúng ta cho dầu vô thì chúng ta sẽ tráng cho dầu nó đều. Và tiếp theo chúng ta làm công đoạn là gì đây? Bỏ vớt. Chính xác, chúng ta sẽ cho cá vào. Cho mình cá giống như là đúng là mình đi học thiệt luôn á. Lưu ý là chúng ta phải áp phần da ha. Tôi nhắc lại một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ đưa vô đây. Ôi đẹp quá vậy. Thì cái lượng cá này khi chúng ta áp phần da, lưu ý là chúng ta sẽ áp thời gian khoảng 2 phút. Thì cái lượng da nó mới tạo được cái độ giòn cũng như là cái độ lượng mỡ nó sẽ đi ra. Mỡ cá sẽ ra. Đúng rồi. Thì ngoài ra thì ở đây để tạo thêm hương á, đối với người châu Âu họ lá gia vị, đây là lá cỏ xạ hương, lá tham. Thì khi chúng ta áp chảo hay bất kể chúng ta tẩm ướp thì chúng ta cũng nên có một số cái lá này để chúng ta đưa vô thì nó sẽ tăng lên cái hương vị của món ăn của chúng ta. Giờ chúng ta sẽ đưa vô nhé. Để trực tiếp luôn. Đúng rồi. Thì từ đây khi là chúng ta đưa vô dầu thì chắc chắn là tinh dầu của cái lá nó sẽ đi ra và nó sẽ đưa vô cái mùi của cá và áp đi cái mùi tanh luôn. Wow. Ok, giờ mình sẽ lật nha. Thầy lật đi thầy. Ok, phần cá này giờ nó đang rất là mềm. Chúng ta không cẩn thận là cá sẽ bị vỡ. Nên chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng đối với phần cá này ha. Và nếu phát hiện ra nha, thầy không có xài đũa đâu, thầy chỉ xài đồ gắp với cái đồ lực như thế này thôi. Và đây phần da cá của chúng ta là nó vừa đạt được cái màu vàng và nó đã được khô. Thì đối với cá hồi đây thì đối với bà bầu thì chúng ta không nên ăn ở cái dạng sống hoặc là tái. Thì cho nên ở đây chúng ta sẽ làm ở mức là chín vừa.
Thì ở đây thử thì chúng ta có nhiều hình thức. Một là chúng ta sẽ có cây nhiệt độ để chúng ta xin vô phần thịt cá, chúng ta sẽ kiểm tra. Hai là chúng ta có hình thức dễ hơn nữa là chúng ta sẽ dùng cây tăm. Chúng ta sẽ xin vô phần thịt cá và chúng ta rút ra. Chúng ta cảm nhận nếu mà cái đầu tăm nó ấm thì dường như là cá đã chín. Mình làm cái cách có cây tăm đi, tại vì ở nhà Vani là không có cái cây nhiệt độ đâu. Ok, cho xin cây tăm. Ok, tiếp theo là mình sẽ làm sốt đúng không thầy? Chính xác hả? Mình là hôm nay mình sẽ làm sốt, sốt kem chanh. Kem chanh. Vani thấy là có chanh, có kem. Rồi. Thì ở đây trước khi làm sốt kem chanh thì chúng ta phải có nước dùng à. Thì đối với người châu Âu á, thì cái món ăn thì ở đây người ta chỉ lấy cái hương vị tự nhiên từ thực phẩm. Và quan trọng nhất linh hồn của món ăn ở đây chính là sốt. Thì sốt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lấy hoàn toàn là từ xương và từ thịt của những loại nguyên liệu Như vậy là mình phải hầm xương. Đúng rồi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ làm sốt thì chúng ta gồm nguyên liệu là có hành tây, cần tây và hành bơ rô và một chút thì là thì là đây là cái nguyên liệu thường là sẽ phù hợp nhất với cái mùi vị của cá nó sẽ giúp tăng cái hương vị và giảm mùi. Ok, thì ở đây thì chúng ta sẽ xào cái hỗn hợp này trên trên chảo ha. Vân đi xào cho, Vân đi xào. Chúng ta sẽ cho hành tây này, cần tây và hành bơ rô. Sau công đoạn rượu đã sắc xuống rồi, chúng ta sẽ cho nước dùng cá vào. Còn một công đoạn cuối cùng là chúng ta còn cái thì là nữa. Đây là nguyên liệu tạo hương cho nên chúng ta giờ chúng ta sẽ đưa vô nha. Ok, sau khi sôi lại thì chúng ta sẽ rây nó ra. Chúng ta sẽ không sử dụng cái phần xác rau củ này nữa mà chúng ta sử dụng phần nước cốt thôi. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cho whipping cream vô. Đây chúng ta có phần whipping cream. Thì ở đây trong phần nêm thì chúng ta chỉ cần nêm muối và một chút tiêu thôi. Whipping cream thì mình sẽ bỏ khoảng bao nhiêu thì là vừa? Thì chỗ này chúng ta sẽ đối với cái lượng này là 100ml nước dùng sốt cốt thì chúng ta sẽ cho khoảng 200ml nước cái whipping cream. Gấp đôi đúng không? Gấp đôi. Cái lượng gấp đôi. Ok. Chúng ta sẽ quậy đều lên. Rồi, ok, xong. Rồi, chính xác. Rồi, chúng ta sẽ cho một chút xíu tiêu. Được chưa thầy? Hay nhiều rồi, được rồi. Và công đoạn tiếp theo là chúng ta chỉ làm gì đây? Trộn lên. Và chúng ta sẽ nấu trên lửa. Thời gian ở đây chúng ta nấu, chúng ta chỉ cho làm sao đây? Nó ấm. Ấm cái sốt và không được hết để sôi. Mọi người, nó sôi như thế này là được rồi này nha. Chúng ta sẽ tắt bếp ha. Đó, nó sôi như vậy nè. Đó là mình tắt bếp liền. Rồi, ok. Còn một công đoạn nữa là chúng ta sẽ có rau củ ăn kèm. Rau củ ăn kèm nữa. Rồi ha. Thì đây chúng ta sẽ có một số loại nguyên liệu rau củ. Chúng ta sẽ bổ sung cái vitamin cho cái món ăn này. Thế là giờ mình sẽ là cho dầu ô liu cho tỏi và đây là cái lá hương thảo. Lá hương thảo. Yes. Biết lá hương thảo không? Bây giờ mới biết. Thầy vừa mới chỉ và đi xong. Có nghĩa là trước khi Vân đi làm thì thật ra là mình cũng không giỏi lắm cho nên là thầy vừa mới chỉ. Được chưa thầy? Ok. Yes. Rồi, giờ Vân đi sẽ cho một cái tép tỏi cũng như là cái lá hương thảo ha. Đó. Rồi ok ha. Giờ mình sẽ cho hỗn hợp rau củ vô. Mình có cho hết luôn. Đúng rồi, mình sẽ cho hết vào. Và rất nhẹ nhàng không sẽ vỡ ha. Và Vân cho muối tiêu luôn ha. Muối tiêu luôn. Phần này mình sẽ không có sử dụng cây đảo để mình đảo ha. Mình sẽ sắc nhẹ thôi. Tại vì rau củ giờ sẽ rất là dễ bị nát ha. Thế bạn này là thầy làm rồi chứ Vân đi không được. Rất là nhiều màu sắc luôn á mọi người. Như vậy thì đã xong chưa thầy? Rồi, sau khi muối tiêu nó đã tan thì chúng ta cho ra đĩa. Rất nhanh luôn á, mình chỉ xào sơ thôi. Ok. Tiếp theo chúng ta có món cá hồi đã lấy ra rồi và rau củ xào. Và chúng ta còn gì nữa? Sốt. Đúng rồi. Mình sẽ có sốt chanh và lại cả sốt đấy. Ok, phần trình bày thì đây chúng ta sẽ có cá hồi nhé. Cái dĩa của thầy cũng đẹp nữa đó. Dạ. Và tiếp theo thì đối với cá hồi thì nguyên liệu chính phải có thì là bột và rau củ. Đây chúng ta sẽ có khoai tây. Củ
Ôi. Và cuối cùng là gì? Mình sẽ đổ sốt vào. À, chúng ta sẽ có nước sốt. Chúng ta sẽ có một chút rau thơm để chúng ta chiên bay. Và cuối cùng là cá thì thường chúng ta là sốt kem chanh thì chúng ta phải có kèm thêm cái gì ạ? Cá sốt kem chanh, mình chanh hả? Mình sẽ có thêm một miếng chanh. À. Tại vì đối với tất cả các món ăn liên quan đến hải sản thì chúng ta phải có miếng chanh đi kèm để cho các khách có muốn sử dụng thêm. À. Đây là thành phẩm của Vani ngày hôm nay, nhưng mà thật ra không phải là của Vani đâu mà là của thầy Dũng đó. Thầy làm hết, Vani không có làm gì hết trơn, Vani chỉ thắc mắc, Vani chỉ hỏi và thầy sẽ là người hỗ trợ. Ôi, bây giờ đẹp quá, không nỡ ăn luôn á thầy, giờ sao? Giờ mình phải ăn thôi. Phải ăn thôi. Vani sẽ ok ăn. Ha, thì đầu tiên ăn, thì theo Vani mình ăn cái gì trước ạ? Vani thích ăn cái này trước. Đúng rồi ha, khai vị là chúng ta phải dùng trước. Yes. Tại vì khai vị sẽ kích thích cái vị giác để chúng ta dùng món chính ha. Yeah. Okay. Trời, bây giờ mình phá vỡ ra thì mình cũng thôi thôi thôi, mình sẽ ăn, mình sẽ tìm cái đà. Giòn quá. Ăn thêm nữa. Trời ngon quá. Nó sẽ có mùi chua chua. Chua chua. Giòn, rất giòn. Và cái hạt điều á, nó làm mùi là đẹp. Đúng đúng đúng, chính xác cái chữ mùi đó đó. Trời, mình sẽ ăn thêm nữa. A few moments later. Tuyệt vời. 10 điểm. 10 trên 10 luôn ý. Ok ha, giờ mình sẽ thử qua món cá hồi ha. Cá hồi thì trước khi ăn cá hồi chúng ta sẽ có dao sử dụng cá hồi ha. Oh. Có dao sử dụng cá ở đây ha. Và chúng ta có nĩa nữa. Bắt đi, mời. Trời ơi, mọi người ơi, đây là lần đầu tiên. Tay nào cầm dao? Đây, tay này cầm okay. Dao. Đây đúng không thầy? Đây đúng không thầy? Bỏ cái phần, nếu mà chúng Vani không thích ăn da chúng ta có thể lược bỏ phần da ha. Thì ăn da ở đây thì ok ha, mình sẽ hướng dẫn ra. A few moments later. Bây giờ Vani sẽ ăn như thế nào thì nó đúng không thầy? Thì mình dùng đĩa mình xiên thôi và mình cắt cái phần khẩu phần vừa miệng mình ăn thôi. Đây, ha đúng không? Đây. Đó ok. Mình có chấm với sốt không hay là mình ăn đó. Cái này trước à, mình có. Đúng không thầy? Trời đất ơi, mình vừa học nấu rồi mình vừa học cách ăn nữa chứ. Nó mềm chan chỉ. Trời ngon quá. Cái sốt này hơi mặn mặn. Hơi đậm đà một chút ha. Đúng 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 đúng. Nó sẽ làm cho. Đúng là món này món chính luôn á. Nó mặn vừa chứ nó không có quá mặn. Mà nó rất là hơi béo. Nhưng mà không phải là quá béo. Tất cả mọi thứ đều rất vừa phải. Mình sang thử cái này. Ngon lắm mọi người. Thật sự là ở nhà Vani ăn cái món cá hồi này nè, nó hơi khác tại vì mình không biết chiên. Nhưng mà ở đây thì thầy làm rất là vừa tới, tất cả mọi thứ vừa tới luôn, ngon quá. Trời, nếu mà mình ăn, mình đứng đây mình ăn hoài thì kỳ quá. Mình sẽ ăn món cuối cùng. Mọi người ơi, rất ngon và rất là tuyệt vời luôn á. Cảm ơn thầy. Một lần nữa là cảm ơn thầy rất là nhiều, bởi vì thầy đã giúp cho cái việc ăn uống của Vani trở nên phong phú hơn. Và thứ hai nữa, Vani muốn cảm ơn Hướng nghiệp Á Âu, tại vì Hướng nghiệp Á Âu đã giúp cho Vani có một sư phụ trời ơi, chuẩn siêu chuẩn khổng lồ luôn ấy. Bây giờ thì chắc là Vani phải tạm biệt mọi người để Vani thưởng thức hết cái món cá hồi này. Cảm ơn thầy lần nữa. Bye bye mọi người nha. Mọi người thử tập làm món này nhé.